trong này có mấy cái quán này, có mấy cái rổ thịt to bự đại bác luôn. Hài lòng này. Một mâm thịt to đại bác. Đây, quán này mới nhiều này. Vâng, em quay đi á. Đấy, mâm thịt quá là ngon. Bây giờ có dạ dày này, dày trễ này, trễ to thế. Lòng lợn này, gà bản này, gà đen này, gà chân đen rất là ngon luôn. Quá ngon, đấy, mọi người thèm đâu. Cái trễ rất là to. Này, trễ này sao to thế? Trễ này mấy nứa rồi to đấy. Ghê nhỉ, ấy nhỉ, to ra đấy. Nhưng mà nó đang, con này nó cũng đẻ rồi chứ. Nhưng mà sao người ta lại không nuôi tiếp nhỉ? Hết tiền bán. Trễ to này nó đỏ. Ngon à. Rồi. Cái mặt của nó đấy.